Tình huống diễn ra từ cách đây khá lâu, tại giải bóng đá Mazuko cho tới giờ vẫn thường được nhắc lại là một trong những quả penalty hài hước bậc nhất thế giới. Đứng trước cú đá 11m của đối thủ, thủ môn đã bay người chính xác để cản phá. Ngay lập tức, anh thủ môn quay về phía cổ động viên để ăn mừng chiến công cản phá penalty thành công của mình. Đáng tiếc, thủ môn đã quá chủ quan khi không phá hẳn trái bóng ra xa. Do cú sút xoáy sau khi chạm tay thủ môn, quỹ đạo của bóng đi theo hướng không ai ngờ và đi qua vạch vôi. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Chúng ta thường nghĩ sút phạt rất đơn giản, chỉ là lấy đà và sút bóng. Nhưng không, trong bóng đá, các tình huống sút phạt rất đa dạng với nhiều kiểu cách sút phạt và cũng không thiếu những tình huống làm mọi người phải bất ngờ vì kết quả của nó. Trong trận đấu với Napoli, Ciro Immobile đã có tình huống đá hụt quả penalty đáng tiếc. Anh đã bị trượt chân trụ ngay trên chấm đá phạt, làm quả bóng bay thẳng lên trời, bỏ lỡ một bàn thắng cho Lazio. Pha sút penalty độc nhất vô nhị này diễn ra trong trận đấu giữa Paysandu với Cuiabá ở Copa Verde. Cầu thủ của Paysandu đã quyết định thực hiện quả penalty theo cách cực dị. Anh chàng này chậm rãi bước đến trước quả bóng, sau đó tung ra cú sút mà không cần lấy đà. Tuy nhiên bóng đã bay thẳng ra ngoài trong sự vui mừng của chàng thủ môn. Những bước đi chậm rãi của cầu thủ này đã khiến thủ môn đội bạn phải ức chế rất nhiều, nhưng dù sao thì cái kết có hậu cũng đã xảy ra. Hãy cùng xem tình huống sút phạt có 1-0-2 trên sân cỏ nước Nga. Cú penalty lộn cầu vồng tưởng chừng chỉ có trong phim hoạt hình và ở truyện tranh thì nay đã được một cầu thủ người Nga là Norik Abdanza thực hiện thành công. Thủ môn chỉ có thể sững sờ nhìn bóng bay vào lưới. Được thực hiện cú đá penalty cho đội nhà, chàng thủ môn này đã có pha đá pen không thể thành công hơn khi đã đánh lừa được thủ môn đội bạn. Sau pha đá pen thành công, anh chàng thủ môn hí hửng chậm rãi chạy về cầu môn của mình mà không biết rằng các cầu thủ đối phương đã nhanh chóng tổ chức phản công với pha sút bóng cực mạnh về phía khung thành của mình ngay sau pha giao bóng từ giữa sân. Đến đây anh chỉ còn biết trách bản thân mình quá sơ ý làm mất đi lợi thế vừa được tạo ra. Đúng là bóng đá, ranh giới buồn vui thực sự rất mong manh. Chuyện thủ môn cố tình dùng tiểu xảo trước khi đối mặt với quả phạt đền là không hề lạ lẫm. Nhưng chơi chiêu như người gác đền của Osput trong trận gặp Cologne thì thật hiếm có. Khi trận đấu giữa chủ nhà Cologne và Osput đang ở thế giằng co thì một quả penalty xuất hiện. Một cầu thủ của Cologne bị phạm lỗi trong vòng cấm và Anthony Modest là người nhận trách nhiệm thực hiện sút phạt đền. Tuy nhiên trước đó, thủ môn Martin Hitt của Osput đã cố tình lên chỗ chấm đá penalty và phân trần điều gì với trọng tài, trong khi vẫn dùng gót giày cày nát khu vực này. Kết quả, Modest trượt chân khi sút penalty và Martin Hitt ngã người cản phá thành công.
Mỗi cầu thủ vào sân đều khao khát ghi bàn vào lưới đối phương. Do sự phòng ngự chặt chẽ của các cầu thủ đối phương, vì vậy việc ghi được bàn thắng cũng không hề dễ dàng. Nhưng có những bàn thắng sau đây sẽ khiến cho các bạn phải thổn thức vì độ khó của nó. Có lẽ đó là những bàn thắng mà rất khó để được chứng kiến một lần nữa. Đây là siêu phẩm của tiền đạo Antoine Griezmann giúp Barca thắng 1-0 trên sân Eibar ở vòng 38 La Liga, qua đó kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Sau khi bóng đập đất, trong tình huống lộn xộn không ai theo kèm, Griezmann có cú bay người vô lê bóng một chạm ở đẳng cấp cao, xé toang mảnh lưới đối thủ, đem về chiến thắng tối thiểu cho Barca. Không quá khi nói rằng pha giật gót ghi bàn của Luis Suarez trong trận Barcelona thắng 5-2 trước Mallorca là bàn thắng trăm năm có một. Tình huống diễn ra ở phút 43 trong trận đấu Barcelona thắng 5-2 trước Mallorca tại vòng 16 La Liga mùa giải 2019-2020. Luis Suarez nhận bóng từ đường chuyền của Frenkie de Jong và bất ngờ thực hiện pha giật gót trong tư thế quay lưng. Tuy nhiên đó không phải là pha giật gót thông thường mà kết hợp trong đó có cả kỹ thuật lấp bóng, khiến thủ thành Manolo Reyna của Mallorca hoàn toàn bất ngờ và không có cơ hội nào để cản phá. Là cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt nhất hiện nay, Haaland đang là trụ cột của Dortmund trong mùa giải vừa qua. Sở hữu sức mạnh, tốc độ và nền tảng kỹ thuật tốt, Haaland đang là nỗi khiếp sợ đối với mọi hàng thủ ở Bundesliga. Tình huống xuất phát từ quả trêu bóng của Jadon Sancho, Haaland ngã người vô lê chân trái về góc xa ở cự ly khoảng 11m và trong tư thế quay lưng về cầu môn. Bóng đập đất và đi hiểm khiến thủ môn Ralf Hartmann bay người hết cỡ cũng không có cách nào chạm tay được vào bóng. Ở tuổi 34, Wayne Rooney vẫn chứng tỏ giá trị và đẳng cấp của mình khi thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ MLS. Điều đó được thể hiện rõ nét qua bàn thắng tuyệt đẹp mở tỷ số cho đội chủ nhà trong trận gặp Orlando. Phát hiện thủ thành đội khách rời xa cầu môn, cựu tiền đạo Quỷ Đỏ thực hiện quả đá chính xác từ khoảng cách 60m, đưa bóng bay thẳng vào gôn trước sự trầm trồ vui sướng của đám đông người hâm mộ trên khán đài. Dù cho nhiều thứ đã thay đổi, nhưng ở Rooney, đẳng cấp vẫn là mãi mãi. Vào ngày 3 tháng 6 năm 1997, Roberto Carlos đã gây sửng sốt với một trong những cú đá phạt ngoạn mục nhất trong lịch sử bóng đá. Cú đá phạt khiến mọi quy luật vật lý bị phá vỡ. Trong trận đấu giữa Brazil và Pháp mở màn cho Tournoi de France năm 1997, cầu thủ người Brazil Roberto Carlos đã thực hiện một cú sút phạt ở khoảng cách 35m. Như thường lệ, hậu vệ huyền thoại người Brazil tung ra cú sút má ngoài chân trái. Nhưng ở tình huống này, khi tất cả khán giả trên sân vận động Gridland của Lyon đều nghĩ rằng bóng sẽ bay ra ngoài khung thành tuyển Pháp cả km,
thì bất ngờ nó đổi hướng bay vào lưới của Fabian Barthez trước sự sững sờ của hàng vạn con mắt. Pha làm bàn này của Carlos đã đi vào lịch sử, sau này làng bóng đá hầu như không được chứng kiến pha ghi bàn nào vi diệu đến thế. Các bàn thắng được ghi đều là những pha ghi bàn đẳng cấp và hiếm gặp trong lịch sử bóng đá. Như bàn thắng có thể nói là có 1-0-2, những bàn thắng này sẽ là dấu ấn được ghi vào lịch sử của môn thể thao vua như một sự khẳng định về thời đại huy hoàng trong quá trình phát triển của nó. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!